Cái nát thì như nước dưa còn hơn. Hello, xin chào các bạn đến với kênh Kỳ Kỳ TV. Xin chào các bạn đến với kênh Kỳ Kỳ TV nha. Hôm bữa mình lại có làm clip sinh tồn ở ngoài bà dưa, ruộng dưa đây nè. Là dưa nó mới trồng rồi mà bây giờ người ta thu hoạch rồi các bạn ơi. Người ta thu hoạch người ta bán ở ngoài kia rồi. Hai anh em Kỳ Kỳ đi học mới về nè, mẹ rủ hai anh em đi móc dưa nha các bạn. Ở đây nè, người ta hái dưa bự á, người ta bán hết trơn rồi, còn dưa nhỏ cái mình móc lại. Mình lụm chứ dưa nhỏ biết không? Biết không Kỳ? Dạ biết. Thích không? Dạ thích. Bây giờ mình sẽ đi móc dưa nha các bạn. Mình tìm chiếc dưa nhỏ người ta hái xong rồi á, người ta bỏ ngoài ruộng á. Thôi mốt người ta ruộng dây người ta cũng bỏ à. Mình sẽ móc dưa mình đem về nha. Dạ. Dưa bự thì mình không có thích đâu, mình thích cái nhỏ nhỏ à. Kỳ thích cái gì mà nhỏ nhỏ là nó thích à. Giờ đi móc dưa ha. Let's go. Dạ. Ai nha. Đây là các bạn ơi, nguyên cái ruộng dưa này nè. Ở phía bên này là người ta thu hoạch rồi, bên kia là người ta còn để trái vài bữa nữa người ta mới thu hoạch. Còn trái nhiều lắm, để mình quay cho các bạn xem. Kìa, chỉ các bạn đi Kỳ. Ở đây nè. Quá đây trời trái luôn nè. Ba trái. Kìa đó, hai trái nữa kìa. Quá trời trái luôn. Dưa này là trúng lắm nha các bạn. Trái nào trái nấy chắc cỡ 3-4kg không á. Đây nè. Chỗ ruộng dưa này là chưa có thu hoạch nha các bạn. Còn phía bên đây là cái ruộng dưa này là người ta thu hoạch rồi. Nên mình sẽ đi tìm mấy trái dưa nhỏ mà người ta còn sót lại á. Rồi mình sẽ lụm nó nha. Đâu? Bỏ nón luôn, lụm nón cái kì. Đâu? Wow. Nè. Wow, trái dưa đó người ta chùa lại gì bự quá không được con ơi, để cho người ta đi. Đây một trái. Trái đó chắc hư rồi đó. Rồi. Ồ, trái dưa người ta còn sót lại, người ta chùa lại các bạn ơi. Ờ. Đây đây trái dưa này nè. Nè anh hai. Con mẻ nha. Ừ Kỳ bẻ đi. Wow, đâu đưa đây cái Kỳ. Yeah. Kỳ Kỳ đã ra móc được một trái dưa các bạn. Đó đây nè. Đây tiếp mình qua clip bên đây nha. Đây nè mẹ. Đâu? Nè. Wow, đâu? Trái dưa này hơi đẹp. Mà hư rồi. Kệ nó, mình đi móc mà. Hái đi anh hai. Rồi bánh nón thì được không, cái cá này hai cầm ơi, nay cái này bự quá à. Đây mẹ cầm phụ cho. Đâu? Đâu? Wow, hái lên hai gãy cú luôn rồi đó. Ừ. Để cho nó khô đi. Đây. Có nữa không? Nhìn cho kỹ nha. Đây nè Kỳ Kỳ, con đi ngang con thấy cái dưa này hả? Nhỏ xíu thấy cưng quá nè. Nha mẹ. Ừ. Kiểu nó có chét cỡ đó kìa. Bứt cả luôn. Ừ, bứt luôn. Ồ. Oh. Đây chế nhỏ xíu nè kìa bôi. Đâu? Nó. Đó. Wow, chế nhỏ xíu thấy cưng quá. Kiểu sao rồi? Chạy nó. Bỏ vô. Mình nhỏ. Mình gom vô trong bờ để đó đi rồi mình đi la móc tiếp nha. Đâu? Bị xấu nè. Rồi, hái luôn đi. Rồi bây giờ mình gom vô mình bỏ trong bờ đó đi. Rồi mình móc rồi mình đi bỏ vô đây tiếp nha Kỳ. Ừ, đem vô đây đi rồi ra đó. Lụm tiếp. Để vô bờ này nha các bạn. Đâu, được mấy trái? 1, 2, 3, 4,
5 6 7 trái. Rồi bây giờ đi móc vô tiếp ha. Dạ. Đâu? Đây. À. Nè các bạn, mình mới ra là được một trái luôn. Vô lên. Nè. Wow, đi về về đi, có được không? Nè. Nè anh hai. Nè. Đâu đâu? Nè. Đây có một trái dưa nè. Đâu? Wow. Nãy vừa phát hiện một trái đằng kia kìa. Ủa? Đó. Nè. Đó, thấy chưa? Đây nè. Mấy trái dưa này nhỏ nhỏ bé tí thấy cưng đó các bạn. Không thấy luôn á. Đâu? Đưa mẹ. Đây nè các bạn, nhỏ xíu à. Đây nè, mẹ phát hiện một trái nhỏ xíu còn thấy cưng hơn nữa nè. Đã quá. Mẹ dưa nhỏ hay dài là cái gì? Ăn. Ăn được không? Được. Bỏ vô đây nè mẹ. Đây. Rồi mình để đây đi, rồi mình đi lại đằng kia mình lậm mình đem lại nữa. Đây có cái nè. Đâu? Yeah. Wow, hái luôn. Dơ lên, dơ lên. Đây nha các bạn, mình mới lậm được một trái dưa. Mới hái. Mình hái dưa nhỏ vậy nè, gọi là móc dưa các bạn. Qua clip bên đây đi bao kỳ. Bay quá. Đâu? Đâu? Đã ta. Rồi. Bị đứt cái sợi dây này. Nè. Không có. Kìa, cái gì nhỏ xíu. Nè, một trái. Nè anh hai. Ủa hả? Đây. Một trái, rồi luôn, đúng cú luôn rồi. Lụm luôn. Đây rồi, khô. Khô cuốn luôn rồi. Nhưng mà nó chưa bị hư đúng không? Dạ. Hình như là hết rồi đó. Mình vô mình xẻ mấy cái trái dưa đó ăn thử rồi. Đây. Đâu? Rồi bẻ đi. Thế nó xấu kìa, hái luôn. Hái luôn. Để mình cho bãi, để hư. À. Ai cầm? Mẹ cầm cho. Rồi. Mẹ đem lên chả. Ấy nữa mẹ ơi. Rồi lên đây đi con. Rồi. Wow. Hồi nãy giờ được một đống dưa luôn. Mệt quá. Đâu còn đâu nữa, nghe nón con nó hay gì ra lụm lên đi. Mệt không? Mệt. Thôi mệt sức mồ hôi trơn rồi nè, vô xẻ vô ăn cho hết mệt. Ủa, nha. Anh hai xẻ ra thử một trái ăn coi anh hai. Bên đây
nè, bỏ đây nè. Mày nghĩ chắc dưa này còn non quá, nó chưa có đỏ đâu. Thử đi. Thử đi. Thấy chưa? Ờ, trái đó thì gọt cái lớp ngoài, gọt ngoài thôi. Nó non là ảnh bị già. Dưa non đó hả? Về nấu canh á. Mệt không anh Kỳ Kỳ? Anh Kỳ Kỳ đi mốt dưa mệt quá các bạn ơi. Thật quá. Mẹ Kỳ. Cắn một miếng to luôn rồi. Ăn hết trái dưa hấu luôn đi bạn Kỳ Kỳ. Ôi ơi, các bạn Kỳ Kỳ ăn thèm không các bạn? Đi móc dưa ăn. Một bên hư nhưng mà bên còn lại thì không có hư nha các bạn. Ngọt không? Ngọt. Đó anh hai sẽ thử một trái nữa anh hai. Đây. Thử trái đó coi. Trời ơi, đỏ. Wow, đỏ còn ngon vậy ạ. Dưa mót nên nó không có ngon như các bạn. Người ta hái hết rồi nên mình đi mót lại. Đâu, đưa mẹ thử rồi. Mình ăn thử dưa mót có ngon nghe các bạn. Ngọt không? Ngọt mà nó thơm. Cái này bự nè. Ui. Cái khúc gích này hơi lạc. Chưa nắng nóng mà ăn hấu hưởng mát gì đâu á. Mời bạn nha. Ngọt. Làm gì với đống dưa này giờ? Vinh về nha. Dạ. Ủa mẹ. Hả? Sao lên vậy? Ngồi lấy bao bỏ vô rồi lấy xe vô chở về. Chứ nhiều quá sao ginh gì hết. Thôi bye bye các bạn đi. Ăn cũng no rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video như các bạn. Nếu các bạn nên hay cho mình một like, một share, một đăng ký để mình có động lực mình làm clip khác bạn xem nó nha. Bye.